Sáng ngày 5 tháng 12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới thăm và làm việc tại quân khu 5. Tham dự đoàn công tác có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo khái quát về tình hình đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các mặt công tác của lực lượng vũ trang quân khu trong thời gian qua. Nổi bật là thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, tích cực huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ. Quân khu 5 quan tâm bảo đảm quân số tại các cơ quan, đơn vị, duy trì công tác canh trực, nắm chắc và dự báo chính xác tình hình địa bàn, qua đó chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy chỉ huy các đơn vị có phương án duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nắm chắc, phân tích những diễn biến liên quan đến quốc phòng an ninh trên địa bàn để chủ động kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cũng đã thăm làm việc tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và tham quan trồng cây tại Bảo tàng Quân khu 5.